Các bạn ơi, khi xem video clip của Việt Thảo, nhớ subscribe hay là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Thank you. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Trước khi đi vào chuyện bình lề với Việt Thảo ngày hôm nay, xin được phép giới thiệu những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chuyện bình lề. Tỉ mỉ, chăm chỉ, đem hết kỹ năng của mình làm sao cho khách được hài lòng để giữ vững cái job của mình. Các chủ tiệm nail lúc nào cũng muốn trong tay của mình có một đội ngũ chẳng những vững mạnh, còn có những sản phẩm tốt nhất, tiêu chuẩn nhất để làm hài lòng khách hàng nhằm tăng cao lợi nhuận của salon của mình. Còn những chủ nail supply, họ không cần một đội ngũ chuyên nghiệp, mà họ cần những sản phẩm mới nhất, tốt nhất, độc đáo nhất để cung ứng cho thị trường phát triển của ngành nail khắp nơi. Và từ đó, những người dày dạn kinh nghiệm trong ngành nail đã nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm vượt trội của năm 2019 do công ty Nitro sản xuất. Và một trong những sản phẩm vượt trội đó chính là bột nhúng Nitro, còn có tên gọi là Nitro Healthy Dipping System do công ty Nitro sản xuất. Các bạn muốn tìm hiểu về những sản phẩm vượt trội trong năm 2019 của công ty Nitro Made in USA, hãy vào website www.nitronails.com hoặc gọi điện thoại số 855-747-8581. Việt Thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu. Như Việt Thảo đã nói, Việt Thảo rất thích ăn ở Hip Hop và các bạn khi đến ăn cũng sẽ thích như Việt Thảo. Và cái thích hơn nữa, nếu chúng ta được làm chủ của một cái nhà hàng Hip Hop thuộc hệ thống nhà hàng franchise của người Việt Nam làm chủ. Yeah, I like it. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần quảng cáo vừa qua của các cơ sở đã bảo trợ cho chuyện bình lề của Việt Thảo. Và rất cảm ơn các cơ sở bảo trợ này. Cũng như cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn nào có điều kiện hay phương tiện liên quan đến ngành nghề của mình có thể ủng hộ cho các cơ sở thương mại này. Chẳng hạn nếu mình ăn gạo thì gạo gì cũng ăn được. Mà nếu có điều kiện thì mua gạo thơm hiệu Năng Hương Chợ Đạp. Phải không nào? Có bạn ở Việt Nam hỏi mua gạo này ở đâu? Dạ, cái này không có bán ở bên Việt Nam. Bán ở bên Mỹ và Canada nhé. Các bạn nào ở trong ngành nail thì có thể ủng hộ những cái sản phẩm của công ty Nitro. Hay các bạn nào có điều kiện, có tiền, có thể mở những cơ sở thương mại hay là muốn đầu tư thì có thể liên lạc với công ty hệ thống nhà hàng franchise Hiccups do người Việt Nam làm chủ. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện bình lề lần thứ 766 với tựa đề Linh hồn người thân. Đây là lời tâm sự của cô Trần Thanh Xuân quê ở Đồng Tháp qua những trải nghiệm của mình với thế giới tâm linh đã gửi cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com. Mời các bạn. Con xin chào bác Việt Thảo. Con tên là Trần Thanh Xuân, quê ở Đồng Tháp, năm nay 27 tuổi. Đã lập gia đình và có hai bé. Nghe những câu chuyện bác kể con rất thích. Nay con xin đóng góp một câu chuyện trong chính gia đình con và là câu chuyện có thật 100%. Câu chuyện là như thế này. Lúc con lập gia đình lúc 18 tuổi, còn rất sớm. Ông xã con thì kém hơn con 1 tuổi. Lúc đó, ông xã con 17 tuổi. Quê ông xã con ở Cần Thơ. Vì mưu sinh nên vợ chồng con ở bên mẹ đẻ của con để làm việc và sinh sống. Lâu lâu thì vợ chồng con về thăm cha mẹ chồng và anh em. Bên gia đình ông xã con thì có 6 người anh em, 4 trai và 2 gái. Tất cả đều đã có gia đình, trừ người anh thứ 5 ra. Năm ấy,
Anh năm được 22 tuổi và hiện tại đã được 31 tuổi. Cuộc sống gia đình bên chồng con rất vui vẻ và hạnh phúc. Cho đến giữa năm 2017 thì chuyện đau lòng xảy ra. Ngày 22 tháng 6 năm 2017 âm lịch. Vào lúc 19 giờ, tức là 7 giờ chiều, vợ chồng con nhận được một cuộc gọi từ gia đình chồng báo tin là anh Năm bị tai nạn xe rất nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Cũng xin nói thêm, trước 2-3 ngày đó thì vợ chồng con có về gia đình, về thăm gia đình và trở về Đồng Tháp ngày 21 tháng 6. Thì ngày hôm sau, anh Năm bị tai nạn. Vợ chồng con sắp xếp, thu xếp mọi chuyện nhanh chóng để chạy về thăm anh ngay trong đêm đó. Trên đường đi thì vợ chồng con vẫn luôn thầm thì cầu xin Đức Phật cho anh Năm được tai qua nạn khỏi. Khi vào đến bệnh viện, vào thăm anh, hình hài anh ấy thì không có gì thay đổi, không có một chút trầy xước gì. Nhưng mà không hiểu vì sao anh vẫn nằm im ở đó, mắt không mở, người thì không có cử động. Cho tới ngày hôm sau thì anh vẫn không có tỉnh. Cả gia đình ở trong cơn chờ đợi một cách tuyệt vọng. Bác sĩ cho biết là anh bị máu dồn não từng mảng một nên không thể phẫu thuật được. Nếu mà nó tụ lại chỉ có một khối thì phẫu thuật lấy ra, còn cái này nó có nhiều khối nằm khắp nơi. Cho nên không thể nào làm được. Và cứ như thế mà chờ đợi. Rồi từng người trong dòng họ đều đến thăm anh. Anh vẫn nằm đó, không cử động. Và mắt vẫn nhắm. Nhưng có một điều là hình như anh vẫn cảm nhận được là có người thân đến thăm. Anh vẫn tiếp tục nằm đó. Anh vẫn chờ đợi. Có lẽ là anh chờ đợi cái người mà anh muốn chờ. Cái người cuối cùng cũng đến. Người đó chính là người yêu của anh Năm. Khi chị ấy vào thăm anh xong, bước ra, thì ngay cùng lúc đó anh hấp hối, hơi thở cuối cùng. Phải nói rằng lúc đó anh mới thực sự ra đi. Mọi người vô cùng đau đớn. Mà đau đớn nhất phải nói đến cha mẹ chồng của con. Kẻ đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh. Đưa anh về an táng xong thì vợ chồng con cũng trở về Đồng Tháp để đi làm. Nếu kể tới đây thì mọi người nghĩ là đã xong chuyện rồi. Chết là hết. Và chính con cũng cứ tưởng người chết là hết. Nhưng mà không phải như vậy. Một buổi tối nọ khi cha chồng con chuẩn bị đóng cửa sau để vào phòng trước để ngủ, thì khi vừa định khép cửa, cha nghe thấy một giọng nói của anh Năm. Ba ơi, ba ơi, ba đừng có đóng cửa, ba để cửa cho con vô. Ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, cha chồng con không giữ được bình tĩnh, chạy nhanh ra trước bỏ luôn cánh cửa chưa kịp khép. Nghe chuyện này thì mọi người ai cũng cho là cha con vì nhớ thương anh quá nên bị ảo tưởng. Nhưng cha khẳng định rằng đó không hề là ảo giác. Cha quả quyết như vậy. Vì trong 6 anh em ở trong nhà,
Tất cả ai cũng đều gọi cha chồng con là cha. Riêng chỉ có một mình anh Năm là gọi cha chồng con bằng ba mà thôi. Nên vì thế, khi cha chồng con nghe gọi ba ơi, thì cha chồng con rất dễ nhận biết ra tiếng đó là của ai. Sau đó thì nhiều chuyện nho nhỏ có xảy ra đến với từng người thân ở trong gia đình. Ngày vợ chồng con về quê cúng tuần cho anh Năm, đêm xuống vợ chồng con đang say giấc. Ông xã con có cái cảm giác như là có ai khều khều chân của mình. Ông xã con giật mình mở mắt ra xem, nhưng chẳng thấy ai. Nằm xuống ngủ tiếp thì ông xã con lại có cái cảm giác đó nữa. Nhưng lần này không phải là khều khều mà là nắm cái chân kéo. Ông xã con cảm thấy lạnh xương sống và nghĩ thầm trong bụng, chắc là anh ấy rồi. Tự mình trấn an mình, ông xã con lên tiếng nói: "Giỡn nhiều đó đủ rồi nha, để cho em ngủ, em không có giỡn đâu." Nói xong thì ông xã con nằm xuống ngủ lại. Và sau đó thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Ông xã con ngủ ngon một giấc cho tới sáng. Người chồng, người chị chồng thứ sáu vừa mới có đứa con thứ hai chừng hơn 2 tuổi, tên là Toàn. Bé bập bẹ vừa biết nói. Có một ngày thì cháu Toàn bị bệnh, nhưng sau đó thì đã khỏe hơn. Khi đêm đến lúc cháu đang ngủ, chẳng có cái gì làm cho cháu phải giật mình. Vậy mà tự dưng cháu khóc bé lên inh ỏi. Khóc một lát rồi tự động nín. Rồi sau đó chú cháu ngủ say một giấc luôn cho tới sáng. Sáng hôm sau đang trong lúc ngồi chơi, tự dưng cháu nói với mẹ cháu: "Mẹ, mẹ, tối Năm về. Tối Năm về thăm con á. Năm nói Toàn bị bệnh rồi hả?" Chị con giật bắn cả người. Một đứa bé chỉ hơn 2 tuổi mà biết nói vậy sao? Xong chuyện ấy không lâu, trong một ngày kia gia đình con sau bữa ăn xong ngồi tán gẫu với nhau, cha chồng con cùng với anh chồng thứ ba nói chuyện với nhau. Khi cha chồng con nói về việc người anh Năm linh thiêng đến như thế, thì anh ba liền phớt ngang lời nói của cha. Cha nói thằng Na linh, nhưng con không tin, chừng nào con thấy mới tin. Na đây đó là tên gọi của người anh thứ năm. Bản chất của anh ba từ trước tới giờ không tin những điều ấy nên tỏ vẻ xem thường. Nói xong rồi thôi, mọi người tiếp tục nói chuyện. Nhưng mà có một điều lạ là chưa đầy 15 phút sau đó, mọi người chỉ ngồi tại chỗ tán gẫu như vậy mà cái bàn tay phải của anh ba tự dưng sưng phù lên một cách kỳ lạ, vừa đau nhức vừa sưng to. Anh nghĩ có thể là do trật khớp hay bong gân gì đó nên mới dùng dầu gió để mà thoa lên. Nhưng mà càng thoa thì nhìn lại càng thấy sưng. Lúc đó anh mới chợt nhớ ra là trong khi nói chuyện với cha, khi nói đến việc anh Năm thì anh ba có dùng tay chỉ trỏ cha như thế này. Không lẽ là anh Năm muốn trách móc? Cho nên anh ba thì thầm nói: "Anh tin cưng rồi, đừng có trách anh nữa." Vậy mà khoảng 5 phút sau, tay của anh ba từ từ xẹp xuống và không có nhức nữa.
Có lần vợ chồng con về quê chơi. Lúc đó anh Năm mất rồi. Lúc mà anh Năm còn sống thì sáng nào mấy anh em cũng cùng nhau đi uống cà phê. Nhưng mà khi anh Năm mất thì ít khi mà đi lắm. Vậy mà sáng đó anh hai, anh ba và ông xã của con đi uống cà phê giống như mọi ngày trước kia. Đi uống cà phê thì tưởng chừng như bình thường nhưng mà không phải như vậy. Uống cà phê ngày hôm đó xong, qua ngày hôm sau thì người cậu út là em của mẹ chồng con bất chợt tới nhà. Cậu út hỏi: "Hôm qua tụi bay đi uống cà phê có phải không?" Ông xã con trả lời: "Dạ có gì không cậu?" Cậu út mới nói: "Tụi bay đi mà không rủ thằng Na. Nó buồn. Nó qua tao uống nước trà và mét tao chứ gì." Nghe xong ai cũng sững sờ hoảng hốt: "Thiệt hả cậu? Không lẽ tao nó dốc tụi bay?" Ai cũng chợt nhận ra đúng là hôm qua khi đi không hề gọi anh ấy đi cùng. Cậu út kể tiếp: "Nó đi qua kêu tao pha trà uống, rồi nó bảo tụi bay đi không rủ nó. Nó giận nên mới qua tàu chơi." Điều này khá trùng hợp. Cậu út thì cách xa nhà cha chồng con hơn mấy cây số. Cậu làm sao biết chuyện mọi người đi uống cà phê mà đặt chuyện chứ? Gia đình chồng con theo phong kiến ngày xưa nên người chồng luôn là trụ cột và quyền lực nhất trong gia đình. Có lẽ vì thế mà cha chồng con thường hay dùng bạo lực với mẹ chồng con khi say rượu. Cách đây khoảng 2 tuần, không hiểu vì cớ sự gì mà cha chồng con có chửi và đánh mẹ chồng con. Sự việc liên tục xảy ra mấy hôm liền. Xong khi tối đến, trong khi say rượu và trong khi ngủ thiếp đi, thì cha chồng con thấy có hai thằng thanh niên đến giật gối ôm và gối nằm của ông ta. Ông giật lại nhưng mà làm không lại vì sức già. Lúc ấy thì cha thấy anh Năm từ đâu chạy lại đánh đuổi hai thằng ấy đi. Rồi sau đó thì cha giật mình thức giấc với đôi tay chân tê cống. Sáng dậy thì cha kể cho mọi người nghe. Thì cũng vừa lúc đó người chị em bạn dâu thứ ba, tức là vợ anh ba, qua nhà nói: "Tối qua con thấy thằng Na nó về, mặt nó buồn hiu à." Con hỏi: "Sao vậy?" Nó nói với con là: "Coi chừng giữ mẹ, dạo này ba uống rượu và đánh mẹ nhiều quá." Nghe xong cha chồng con im lặng trong sự hối hận. Vì cha nhớ trước khi mất khoảng một tuần, anh Năm có dặn: "Ba đừng có uống rượu nhiều nữa. Ba mà đánh mẹ hoài, con buồn lắm đó." Sau sự việc từ đó đến giờ, ông không bao giờ uống thêm một giọt rượu nào nữa cả. Tính ra thì anh Năm mất cũng khoảng một năm rưỡi rồi. Nhưng mà những chuyện linh thiêng về anh không phải là ít. Thật ra thì con không tin cũng không được. Khi một người thân mất, không phải là đã không còn. Thực chất thì họ vẫn còn ở xung quanh ta. Chúng ta chỉ là không nhìn thấy được mà thôi. Còn với câu chuyện này mất hơn 2 ngày. Vì con phải lén ông xã con để viết. Ông xã con không muốn ai biết những chuyện này vì sợ họ nói gia đình con mê tín quá. Nhưng con tin chắc linh hồn là có thật. Mong bác đọc và chia sẻ. Cảm ơn. Đó là lời tâm sự của Trần Thanh Xuân, quê ở Đồng Tháp, qua những trải nghiệm của mình với thế giới tâm linh mà đã xảy ra trong chính gia đình của cô qua người anh Năm đã mất.
Cho đến giờ phút này thì Việt Thảo cũng không bao giờ nói mọi người hay xúi mọi người tin hay là không tin những chuyện liên quan đến thế giới tâm linh. Và Việt Thảo cũng thường hay nói rằng hãy xem và nghe những chuyện bên lề của Việt Thảo, nhất là những chuyện có liên quan đến thế giới tâm linh, với một tinh thần trách nhiệm. Nó giống như cái người đi casino, tức là đi ở những sòng bạc, những khu giải trí. Thường thường tôi nhắc hoài, mình có quyền đến những nơi đó vì đó là những khu giải trí. Còn người nào cho rằng đó là những sòng bạc, gambling, thì đó là tại vì họ quan niệm như vậy. Nhiều người đến đó ăn thua đủ, đem tiền thiệt nhiều đánh đổng quyết chí ăn thua với sòng bạc để có tiền, rồi thua hết, rồi mình đổ thừa vô sòng bài xui xẻo đánh thua. Ở Mỹ hay là những nơi khác trên thế giới, những casino mở ra, họ đều cho rằng đó là những cái nơi giải trí để mà chúng ta đến tiêu khiển. Thí dụ bây giờ tôi có 500 đồng tiền dư của tôi dành dụm đó hay là tôi không có xài. Bây giờ tôi đến nơi đó, tôi chơi game, tôi vô tôi kéo máy, hay tôi đánh bài, hay là tôi đi mướn phòng ngủ, tôi ở đó, tôi ăn uống, đi chơi, coi show. Đó là cái quan niệm giải trí, mình bỏ tiền ra để mua vui, để cho thoải mái trong người. Còn quan niệm đi lấy tiền, hỏng tiền, phải mượn tiền, dây tiền, bán nhà, vô đó đánh ăn thua, thì đó là bài bạc, gambling. Còn một cái đường mà Việt Thảo nói kia là giải trí. Cho nên khi đến với casino, bao giờ người ta cũng nói chơi với một tinh thần trách nhiệm. Tức là mình biết chơi chừng mực, chơi trong cái gì mình hiện có để tiêu khiển chứ không phải là ăn thua. Khi xem chuyện bên lề, những chuyện tâm linh cũng vậy. Tôi muốn các bạn nghe, xem và nghe với một tinh thần giải trí. Để chúng ta biết xung quanh cuộc sống của mình còn những thế giới khác mà những người khác đã gặp, có khi chúng ta không gặp, chúng ta không tin, không biết. Những người gặp thì họ tin, hoặc có những sự trùng hợp mà không giải thích được. Cho nên tôi muốn các bạn, có nhiều em nói, chú ơi, con nhận được tin báo là có chuyện bên lề. Con mở ra con thấy chuyện ma, lúc đó khuya con không dám nghe, cho nên con để dành tới sáng con mới dám nghe. Nếu con nói như vậy thì buổi tối không dám nghe vì con sợ nghe, con thấy có ma chung quanh con. Như vậy thì sáng có ánh sáng, con nghe không có ma chung quanh hả? Nếu có ma thì sáng cũng vậy, nó ở ngay bên cạnh của con đó. Còn có nhiều em khi bật lên thấy thì nói rằng con phải mở đèn sáng hết để con có thể nghe. Bên cạnh đó có nhiều em nói, chú ơi, con lái xe trên đường dài, con mở chuyện ma của chú nghe phê quá trời, nghe như để giải trí. Và có nhiều người nghe tin tưởng được những câu chuyện người kể là có thật và thông cảm, vì trong hoàn cảnh của họ cũng đã gặp những chuyện xảy ra có liên quan đến thế giới bên kia. Cho nên các bạn hãy nghe và xem chuyện bên lề của Thảo, Việt Thảo, với một tinh thần trách nhiệm. Việt Thảo lúc nào cũng quan niệm nghe để giải trí, nghe để tìm hiểu và nghe để cho cuộc đời này bớt đau khổ, vì chúng ta còn sung sướng hơn nhiều người nhiều. Các bạn ơi, có nhiều bạn nói, chú ơi, đi thu hình ăn uống nữa đi. Có nhiều bạn nói, chú ơi, đừng kể chuyện ma nữa đi. Cho nên các bạn ơi, Việt Thảo làm những chuyện bên lề này trên kênh YouTube là để phục vụ cho mọi người, chứ không riêng một người nào. Và trong đó có Việt Thảo nữa. Chẳng hạn như những cái phần quảng cáo Việt Thảo để lên, có nhiều bạn nói là đừng để, không được. Chính Việt Thảo quảng cáo trong đó mà. Mà Việt Thảo quảng cáo trong điều kiện là Việt Thảo phải để trong các chuyện bên lề. Đó là yêu cầu của những người bảo trợ cho chuyện bên lề. Việt Thảo phải để, nếu không để là mình không có làm tôn trọng cái điều kiện đặt ra với những người muốn bảo trợ cho mình. Còn nếu không, họ không bảo trợ nhé. Cho nên cái chuyện Việt Thảo để quảng cáo là đó là điều kiện Việt Thảo phải để, vì mình nhận sự bảo trợ của người ta. Còn các bạn coi, các bạn không có tốn tiền,
Việt Thảo không có bán chuyện bên lề này, hay là Việt Thảo không có bắt các bạn phải trả tiền để vào xem. Cho nên nếu các bạn thấy quảng cáo không thích thì các bạn pass qua, đừng coi, nhích con chuột hay dời tới mình coi chuyện bên lề thôi nha. Chứ không thể các bạn vì cái quảng cáo không muốn coi mà bắt Việt Thảo phải bỏ. Dạ không được nha, xin lỗi. Có bạn nói chú Thảo ơi, sao không đi quay chuyện ăn uống nữa? Dạ, muốn quay ăn uống, các bạn biết mỗi lần quay ăn uống cái tiền chi phí thực hiện tốn hàng ngàn đô la, chứ không có đơn giản. Nếu quay ở tại địa phương mình ở tốn kém ít hơn, càng xa tốn tiền vé máy bay, hotel, chuyên viên, rồi trang trải nhiều cái chi phí, cái số tiền đó nó cao hơn. Nhưng mà mình phải có thời giờ mình mới đi được. Các bạn, Việt Thảo không có phải là ở không. Việt Thảo còn có công ăn việc làm của Việt Thảo nữa. Ngoài các show đi cuối tuần, đi hàng tuần, Việt Thảo còn nhiều chuyện làm lắm. Chưa kể tới vấn đề gia đình nữa nhé. Việt Thảo không phải là một người ở không, tối ngày chỉ cầm máy đi thu hình về để bỏ lên cho mọi người coi. Cho nên khi nào có phương tiện, có điều kiện hay là có dịp thì mình mới đi thu được. Sắp xếp nhé, ngoài cái công việc. Rồi còn chuyện bên lề về tâm tình hay ngay cả những chuyện ma, thử hỏi các bạn, bây giờ ban đêm Việt Thảo không có làm gì hết, không có đi ra ngoài, rồi Việt Thảo thức dậy, Việt Thảo dành thời gian đó thu hình những cái chuyện về tâm linh cho các bạn thích nghe để mà nghe. Cho nên các bạn kêu Việt Thảo đừng kể, được, thôi thì Việt Thảo thức dậy không kể chuyện ma, nằm chơi vậy thôi, coi truyền hình, rồi ngủ nữa. Như vậy thì những bạn yêu thích chuyện ma lấy chuyện đâu mà coi, lấy chuyện đâu mà nghe. Rồi các bạn gỡ chuyện ma về cho Việt Thảo chừng nào mới đọc đấy. Trong khi mình không thích chuyện ma, rồi bắt Việt Thảo đừng kể chuyện ma, mặc kệ những người khác thích chuyện ma, không nghe được cũng ráng chịu. Không được, như vậy ích kỷ lắm, nha. Nếu mình không thích chuyện ma, đừng bật chuyện ma lên coi. Nếu mình thích chuyện ma, vô mình coi chuyện ma. Trong khi các bạn thích chuyện ma, tôi đăng hình phóng sự đi quay hai trái Blackberry. Ui cha ơi, vô cằn nhằn. Quay phóng sự chi không chịu kể chuyện ma cho cháu nghe. Có người hóng hoài, tại sao không có chuyện ma vậy chú, chừng nào mới kể? Chừng nào có thời gian Việt Thảo sẽ kể. Ok. Cho nên một đôi phút tâm tình cho Việt Thảo được nói, để trong lòng đỡ ai nái. Có nhiều bạn trách Việt Thảo không có trả lời, tại trả lời nhiều bạn cũng không hiểu. Thôi thì sẵn dịp nói chuyện tới đây để tâm tình luôn. Đó là chuyện bình lề nha. Để chúng ta hiểu tại sao có những cái quảng cáo, tại sao Việt Thảo kể chuyện ma vẫn được tiếp tục kể sau cái tuần lễ tháng Halloween. Và tại sao Việt Thảo đi thu hình thức ăn? À, cái này hình như chưa nói. Việt Thảo hiện giờ không có thực hiện những cái phóng sự về ăn uống, không phải vì vấn đề tiền bạc tốn kém nhiều, mà tại vì đây là trong lúc Việt Thảo đang trong lúc giảm cân, để cho đạt được cái nó gọi là Revolution. Revolution là cái mục tiêu, mục đích của mình trong năm nay là Việt Thảo sụt 20 pound, nhiều lắm. Mà Việt Thảo có hứa trong chương trình tonight với Việt Thảo là sẽ giảm cân trong năm nay. Có một điều sẵn đây nói cho các bạn vui luôn, hiện giờ Việt Thảo đã sụt được 10 pound rồi. Nhờ không có đi quay chuyện bên lề ăn uống đó. Nếu quay chuyện bên lề ăn uống nó còn tăng cân nữa. Thực ra là sụt hơn 10 pound rồi. 10 pound đầu tiên sụt rất dễ nha các bạn. Nhưng mà 10 pound kế tiếp không đơn giản. Mà bây giờ đã gần tới tháng 12. Chỉ còn có một tháng mấy nữa thôi. Làm sao để sụt cho đủ xuống còn 150 pound. Không đơn giản chút nào. Mong các bạn thông cảm cho. Tuy nhiên Việt Thảo cũng có những cái chương trình, cái plan là hy vọng rằng Việt Thảo sẽ thực hiện. Vấn đề không phải đi ăn uống không, mà Việt Thảo sẽ hướng dẫn các bạn như đã hứa. Làm trứng chiên kiểu Việt Thảo như thế nào? Làm steak kiểu Việt Thảo như thế nào? Chiên làm sao? Nướng làm sao? Lựa bò gì? Steak nướng như thế nào? Ướp như thế nào? Có ướp hay không? Làm sao ăn cho ngon? Để các bạn nào có cơ hội, có phương tiện, có thịt bò thì chúng ta làm ăn cho ngon. Và nếu có cơ hội, điều kiện, được thời gian cho phép, nhất là cái bếp nữa, thì Việt Thảo sẽ hướng dẫn các bạn một số món ăn mà Việt Thảo biết làm để chúng ta có thêm vô trong cái thực đơn mỗi ngày của mình. Ok, bữa nay nói chuyện hơi nhiều nghe, bị rầy. À, còn có bạn nói là
tại sao làm chi dài quá? Như cái BlackBerry giảm gần tiếng đồng hồ, không làm 15 phút thôi, cháu không có giờ coi. Nếu mà làm BlackBerry đi hái cái trái BlackBerry vừa rồi đó, nếu mà mình đi làm 15 phút không đủ giờ. Nổi lái xe đi tìm chỗ, không lẽ lợi cái bẻ liền. Cho mọi người coi mà, giải trí mà. Với lại trên YouTube, nó dài bao nhiêu, xin lỗi nói cho vui, kệ mẹ nó. Mình coi ngắn thì muốn coi nhiêu mình coi, đâu ai bắt mình coi hết đâu. Tại sao phải bắt tôi làm ngắn lại? Rồi, những cái dịch thảo làm ngắn lại thì có người vô. Sao ngắn ngủn như chú cũng muốn làm dài? Các bạn, free. Các bạn coi free. Các bạn có tự do để coi. Muốn coi dài, coi ngắn được. Nha, xin cảm ơn. Và xin nhắc thêm một điều là các bạn nào hiện đang lấy chuyện bình lề của Việt Thảo làm ra DVD của bán, thôi nha. Việt Thảo không cần phổ biến kiểu đó đâu. Các bạn có thể sang ra những đường link mời vào coi trên YouTube của Việt Thảo. Nhá. Đó là lý do tại sao mà trong đó Việt Thảo phải để là chuyện bình lề số mấy đã được thực hiện và xem hoàn toàn miễn phí trên YouTube của Việt Thảo. Dạ, để cho mọi người biết. Chứ nhiều người không hiểu, người ta nói, ủa, muốn coi chuyện bình lề phải đi mua DVD. Có những người bán những DVD lấy tiền mà do Việt Thảo thực hiện. Nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện bình lề lần thứ 766. Và nếu có thời gian, có điều kiện, Việt Thảo sẽ kể tiếp cho các bạn nghe những chuyện mà các bạn đã gửi về. Còn một điều nữa là có nhiều bạn nghe chuyện bình lề của Việt Thảo chỉ nghe mà không nhìn. Ở trên màn ảnh của chuyện bình lề Việt Thảo có để luôn email của Việt Thảo và để luôn cả Facebook của Việt Thảo. Các bạn có thể vào xem. Thank you and I love you. Cảm ơn các bạn đã xem chuyện bình lề của Việt Thảo. Nhớ subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Và nhớ nhấn vào cái chuông để cho nó báo cho mình biết khi có video clip của Việt Thảo mới upload lên trên YouTube. Cảm ơn các bạn. Nhớ nghe subscribe hay là đăng ký channel YouTube của Việt Thảo. Dạ. Yeah. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè. Yeah. Anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là return to origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Còn mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến Việt Thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Còn đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống bình thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và Anvira ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Các bạn ơi, để đáp lại yêu cầu của các salon, những nơi làm nail muốn có những cái màu sắc mẫu mã mới đẹp dành cho khách hàng, nó phải có một sự thay đổi. Để đáp ứng lại cái yêu cầu đó, CNC Gel đã cho ra 4 cái collection trong năm 2018. Đó là Party Collection, London Collection, Bling Bling Collection và Platinum Collection. Party Collection với những màu sắc tươi trẻ, vui tươi cho những party, những event, những nơi vui lễ hội. London Collection với những màu sắc của mùa thu và mùa đông, giống như bầu trời của London Anh Quốc. Bling Bling Collection với những màu sắc tươi trẻ, sống động của giới trẻ. Và Platinum Collection với những màu sắc sang trọng, quý phái, lộng lẫy, rực rỡ. Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu 4 collection của CNC Gel đến với tất cả quý vị trong ngành nào.
Như Việt Thảo đã nói, Việt Thảo rất thích ăn ở Hip Hop, và các bạn khi đến ăn cũng sẽ thích như Việt Thảo. Và cái thích hơn nữa, nếu chúng ta được làm chủ của một cái nhà hàng Hip Hop thuộc hệ thống nhà hàng Fan. Bạn hiện giờ thì Việt Thảo đang có mặt ở trong hội chợ triển lãm quốc tế về ngành làm đẹp Cosmoprof ở tại Las Vegas. Năm nay Việt Thảo khám phá được một sản phẩm vượt trội trong ngành nail của năm 2019, đó là bột nhúng Nitro. Bột nhúng Nitro do công ty Nitro sản xuất có tên gọi là Nitro Healthy Dipping System. Tại sao bột nhúng Nitro là vượt trội hơn những sản phẩm khác? Nó có những cái hơn đặc điểm như thế này: mịn màng hơn, tự nhiên hơn, màu sắc chuẩn xác hơn, chất lượng ổn định hơn, giá cả nhẹ nhàng hơn, dễ sử dụng hơn, đạt tiêu chuẩn an toàn hơn vì được làm và sản xuất tại Hoa Kỳ. Bột nhúng Nitro là sự chọn lựa tốt nhất cho các bạn của ngành đẹp. Nitro Healthy Dipping System. The best choice made in USA.